Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan đến vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ La Sơn, ông Trần Hữu Minh, Tránh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết, khi tai nạn giao thông xảy ra, các cơ quan chức năng sẽ xem xét các nguyên nhân trực tiếp và xử lý trách nhiệm của các cá nhân tổ chức có liên quan các nguyên nhân chính thức cuối cùng sẽ do cơ quan chức năng công bố quá trình này không nhanh do các công việc đều phải được thực hiện theo những quy định chặt chẽ công phu tỉ mỉ khách quan có bằng chứng ngay tại nhiều nước trên thế giới cũng có thể lên tới vài tháng mặc dù với những vụ tai nạn giao thông có sự hỗ trợ của camera hành trình thời gian xử lý có thể nhanh hơn Ông Minh cho rằng trong lúc chờ cơ quan chức năng phân tích công bố các nguyên nhân kèm theo bằng chứng, có rất nhiều điều mà người tham gia giao thông có thể tự làm ngay để nâng cao an toàn giao thông cho chính mình và cho cộng đồng. Thứ nhất, giao thông trên cao tốc có tốc độ cao, quá trình xây dựng khai thác vận hành và lái xe trên cao tốc đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật một cách chặt chẽ. Đặc biệt, cần chủ động thu thập thông tin và lên kế hoạch cho chuyến đi, xác định trước chỗ nào dừng, điểm nào là nút giao ra khỏi cao tốc. Với những lái mới, tuyến đường đi mới càng phải hết sức thận trọng. Thứ hai, luôn chủ động trao rèn và thực hành đúng các quy tắc giao thông vì tất cả các quy tắc giao thông đặt ra đều có lý do và nhằm mục đích bảo đảm an toàn của người lái và xã hội. Đối với những lái xe mới hoặc chưa từng lái xe trên cao tốc, ông Minh khuyến cáo nên có những người lái xe kinh nghiệm bộ túc tay lái trên cao tốc trước khi tự lái. Thứ ba, Tốc độ là nhân tố có thể hủy diệt mọi thứ dù đó là những phương tiện hiện đại và an toàn nhất, bởi vậy cần chủ động giảm tốc và duy trì ở mức hợp lý. Thứ tư, luôn luôn thực hành thắt dây an toàn bất cứ khi nào lên xe và tạo thói quen đó cho tất cả mọi người xung quanh. Theo anh Nguyễn Khang, ngụ xã Cam Hiếu, huyện Cam lộ, Quảng Trị, tài xế xe dịch vụ tuyến Quảng Trị Đà Nẵng, cho biết hiện tuyến Cam Lộ La Sơn chỉ có 2 làn xe, trong đó một số đoạn có 4 làn xe và có giải phân cách cứng để các xe vượt nhau. Là người thường xuyên đi lại trên tuyến cao tốc này, anh Khang cho biết nhiều lần anh cũng đã giật mình trước những tình huống nguy hiểm, nhiều nhất là tình huống các xe ở chiều ngược lại vượt nhau. Theo anh Khang, những tài xế mới lên tuyến này lần đầu sẽ rất bất ngờ vì một số đoạn chỉ có hai làn xe nên khi xảy ra các tình huống sự cố bất ngờ thì rất khó để xử lý. Ví dụ, ở đoạn đường gộp từ hai làn thành một làn, đến đoạn này tài xế lơ là, không chú ý biển báo giảm tốc độ để tham gia làn gộp sẽ rất khó xử lý vì đoạn này sẽ trở thành một đoạn ngoặt rất nguy hiểm. Anh Khang nói, biết rằng tài xế vừa trong trường hợp trên là vi phạm, nhưng tạm gác lại câu chuyện của tài xế trên thì tôi nghĩ hạ tầng giao thông ở đoạn này cần được nâng cấp lên 4 làn xe, gia cố thêm các biển chỉ dẫn, đầu tư hệ thống đèn chiếu sáng vào ban đêm, khi đó sẽ giảm thiểu tai nạn.